Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những tin tức trong nước. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả và kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và bế mạc vào chiều qua. Tại kỳ họp Quốc hội thông qua 10 luật, 21 nghị quyết cho ý kiến về 6 dự án luật khác, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, trong đó đã quyết định kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021, lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sang năm 2021. Đồng thời, giao Chính phủ chủ động trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế trong trường hợp cần thiết chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ ngành địa phương. Chiều qua tại chủ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn chức vụ trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu trao nhiệm vụ mới đối với đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao năng lực, phẩm chất của đồng chí Dương Thanh Bình, đồng thời tin tưởng rằng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ giúp ban dân nguyện thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Đại tướng Độ Bá Tỷ bày tỏ hy vọng trên cương vị mới với những kinh nghiệm tích lũy qua quá trình phấn đấu công tác tại địa phương đồng chí Dương Thanh Bình có thể phát huy năng lực của bản thân và của các lãnh đạo công chức trong ban dân nguyện, hoàn thành tốt trọng trách được Quốc hội và nhân dân tin tưởng giao phó. Thủ tướng Chính phủ đồng ý thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các địa phương triển khai hoạt động thí điểm, trong đó lưu ý tính toán kỹ lộ trình tuyến đường khai thác, số lượng phương tiện hoạt động trên một tuyến, tần suất chạy xe, quy hoạch các điểm dừng đón trả khách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương tổng kết đánh giá hoạt động thí điểm làm cơ sở xây dựng luật giao thông đường bộ sửa đổi. Việc thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô 2 tầng, thoáng nóc, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, tăng cường an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của khách du lịch trong nước và quốc tế, tiến tới tăng cường mức độ hấp dẫn và phát triển du lịch. Chiều qua chuyến bay VN08 chở 309 người Việt hồi hương từ Angola hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn Quảng Ninh, đây là chuyến bay đầu tiên chở công dân Việt Nam về nước từ châu Phi. Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là những người cần hỗ trợ đặc biệt như trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động. Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới WHO, châu Phi hiện đã ghi nhận hơn 194.000 ca nhiễm COVID-19. Tương tự các chuyến bay hồi hương khác, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách từ Angola đều trang bị quần áo bảo hộ toàn thân và đo thân nhiệt trước khi lên tàu. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan đại diện ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam Airlines tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Tiếp sau đây sẽ là thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Bộ Y tế công bố thêm 7 ca nhiễm COVID-19 là người trở về từ châu Âu, Thụy Điển, Phần Lan, được cách ly ngay khi nhập cảnh, do đó không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, như vậy đến thời điểm này, Việt Nam có 349 ca nhiễm COVID-19. Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, đã hơn 2 tháng Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng và chưa có trường hợp bệnh nhân tử vong. Cả nước còn 16 bệnh nhân đang điều trị tại 8 cơ sở y tế, trong đó có 4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên. Hiện nay còn hơn 6.000 người đang phải cách ly theo dõi sức khỏe, chủ yếu là các công dân từ nước ngoài về. Trong đó có 89 người đang cách ly tại bệnh viện, hơn 5.700 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Liên quan đến bệnh nhân 91 năm phi công người Anh đang điều trị tại bệnh viện trợ giấy, hiện nay sức khỏe của bệnh nhân tiếp tục có những hồi phục kỳ diệu. Bệnh nhân phi công tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, tiếp tục tập đứng với sự trợ giúp của nhân viên y tế. Hiện phổi bệnh nhân đã hồi phục được 90%. Thế giới tiếp tục gia tăng các ca nhiễm mới COVID-19. Đến nay đã có trên 8 triệu 756 000 người nhiễm, trong đó có trên 462 000 trường hợp tử vong và trên 4 triệu 619 000 người bình phục. Mỹ đối mặt nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 khi trong những ngày qua, số ca nhiễm mới có dấu hiệu tăng trở lại. Đến nay, Mỹ có trên 2 triệu 296 người nhiễm, 121.402 người tử vong, 955.954 người hồi phục. Tại Ấn Độ, đã có 395.812 người nhiễm, 12.970 người tử vong, 214.206 người phục hồi. Ấn Độ đã cho tái phong tỏa thành phố miền Nam, Chennai và ba huyện lân cận nhằm đối phó với sự gia tăng đột biến các ca nhiễm mới COVID-19. Các dịch vụ thiết yếu được phép tiếp tục hoạt động. Các cơ quan chính phủ và ngân hàng chỉ có 33% nhân viên hoạt động so với bình thường. Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng hơn nữa. Có tới 60% chuyến bay bị hủy bỏ, trong đó phần lớn là các tuyến nội địa. Chính quyền đã đưa 32 khu dân cư vào diện nguy cơ nhiễm bệnh trung bình. Cơ quan chức năng Trung Quốc và Na Uy đã bác bỏ thông tin cá hồi nhập khẩu từ quốc gia Bắc Âu là nguồn lây nhiễm Covid-19 tại chợ Tân Phát Địa. Tiếp ngay sau đây sẽ là phần tin tức trong tỉnh. Trong 1,5 ngày Ngày 18 và ngày 19 tháng 6, Đảng Bộ xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh tổ chức đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. 166 đảng viên dự đại hội. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Bộ xã lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Châu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội do đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới luôn được củng cố duy trì. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 50 triệu đồng trên 1 hecta. Thu ngân sách hàng năm tăng 10% so với năm trước, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1 đến 3%. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 41 đảng viên mới, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã vòng Châu phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 52 đến 53 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, độ che phủ rừng đạt 65% trở lên. Mỗi năm phát triển từ 6 đến 8 đảng viên mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Ngày 18 và ngày 19 tháng 6, Đảng Bộ xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có 96 đại biểu đại diện cho 382 đảng viên thuộc 19 tri bộ trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2015-2020, sản xuất nông nghiệp của xã có nhiều chuyển biến tích cực về cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thu nhập đầu người hàng năm là 18 triệu đồng. Đến nay, xã đã hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới lĩnh vực y tế giáo dục văn hóa an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo công tác xây dựng đảng đạt được nhiều thành tích đảng bộ hàng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ vượt so với chỉ tiêu nghị quyết Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ xã Hạnh Phúc phấn đấu thu nhập bình quân đồng người từ 28 triệu đồng một năm trở lên, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 48 triệu đồng trên một hecta. Phấn đấu đến năm 2025, di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt 100%. Xây dựng nông thôn mới đạt 15 trên 19 tiêu chí, phát triển đảng viên mới toàn quá 76 đảng viên trở lên. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện. Ngày 18 và ngày 19 tháng 6, Đảng Bộ xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham sự đại hội có 117 đại biểu, đại diện cho 450 đảng viên thuộc 17 tri bộ trên toàn địa bàn xã. Nhiệm kỳ qua, kinh tế xã hội của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài những cây trồng chính, nhân dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nhiều mô hình mới và sử dụng cây trồng có năng suất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh, đưa châu bò ra khỏi gầm sàn nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường. Văn hóa xã hội phát triển, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, xã đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ xã kết nạp được 88 đảng viên mới, đạt 117% so với nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 50 triệu đồng trên 1 hecta, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng trên một người một năm. Phân đấu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 18 trên 19 tiêu chí, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 5%. Số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 85%, phân đấu đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trong cả nhiệm kỳ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, kết nạp trên 80 đảng viên mới trong cả nhiệm kỳ. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện. Trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 6, Đảng bộ Công an huyện Hà Quảng tổ chức đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025, 147 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 300 đảng viên đã đến dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Hà Quảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra. Đã phá trên 80% án các loại khởi tố 201 vụ, 262 bị can, tạm giữ 122 đối tượng, tạm giam 127 bị can, phát hiện và xử lý 4.877 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ 790 triệu đồng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 17 xã, 79 xóm, với hơn 7.000 lượt người tham gia. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 46 đảng viên mới, 50% tri bộ đã đạt trong sạch vững mạnh và nhiều thành tích khác của cấp trên trao tặng. Trong nhiệm kỳ tới, Công an huyện Hà Quảng tăng cường hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm, triển khai đồng bộ các giải pháp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, ngày 19 tháng 6, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã gửi lãng hoa chúc mừng động viên cán bộ viên chức và lao động Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng cùng ngày, đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều cơ quan, đơn vị, ban ngành các huyện trên địa bàn tỉnh đã đến thăm chúc mừng, động viên tập thể cán bộ viên chức Lao động Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng tiếp tục tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung thông tin, sản xuất nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, tác động lớn đối với xã hội. Đại diện các đoàn cũng gửi lời chúc mừng đến ban giám đốc cùng tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đối với các cơ quan đơn vị trong những năm qua. Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền của đài đã góp phần giúp các sở ban ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mình, giúp các doanh nghiệp phát triển và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Lãnh đạo các đơn vị mong muốn tiếp tục được đồng hành với Đài trong thời gian tới. Sự phối hợp với Đài ngày càng thêm gắn kết, chất lượng thông tin tuyên truyền ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt tập thể cán bộ viên chức và người lao động Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng chân thành gửi lời cảm ơn tới đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đoàn đã đến thăm động viên, chúc mừng Đài nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh sự phối hợp của các đơn vị địa phương đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền gắn kết và tạo điều kiện hơn nữa trong phóng viên của đài trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần đảm bảo đưa thông tin nhanh nhạy chính xác và kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của quần chúng nhân dân Ngày 19 tháng 6, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020 và 35 năm xuất bản tạp chí Non nước Cao Bằng. Tạp chí Non nước Cao Bằng hiện xuất bản một tháng một kỳ với số lượng 700 cuốn, với nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát hiện tuyên truyền cổ vũ điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, quảng bá hình ảnh đất nước, cội nguồn truyền thống văn hóa của Cao Bằng đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bám sát thực tiễn xã hội, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đăng trên tạp chí Non nước Cao Bằng đã thể hiện trách nhiệm của các văn nghệ sĩ trong sáng tạo, phục vụ đắc lực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Tọa đàm kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để các hội viên, các văn nghệ sĩ của tỉnh cùng chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, qua đó thống nhất phương hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.